Dạ, em Phúc xin chào cả nhà đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bản. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 nhé. Đấy, dạ, và cô chú anh chị đang xem trên live đấy, thì ủng hộ em Phúc một nốt like, một nốt chia sẻ và một nốt đăng ký kênh nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của em Phúc nhé. Em Phúc xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ em Phúc trong thời gian vừa qua. Và em Phúc cũng rất là mong rằng các cô chú anh chị vẫn tiếp tục ủng hộ em Phúc trong thời gian tiếp theo nhé. Đấy, và video ngày hôm nay em sáng ngày 18 tháng 7 em Phúc sẽ lên giới thiệu cho cô chú anh chị một số mẫu nồi cơm điện Nhật bên em nhé. Thì cô chú anh chị nào đang có hướng muốn tham khảo hoặc là mua nồi cơm điện Nhật về nấu cơm ngon, cơm dẻo, cơm mềm đấy, và giữ được lâu thì xin liên hệ với em nhé để lựa chọn cho mình một chiếc thật là phù hợp nhé. Và chiếc đầu tiên em lên trong video ngày hôm nay là một chiếc Toshiba nhé. Một chiếc Toshiba cao tần 1 lít đời 2016 nhé cả nhà. Đấy, đời 2016 này. Đấy, chế độ này, nấu cơm này, nấu cháo này, nấu gạo lứt này. Đấy, chế độ ủ ấm và hẹn giờ nhé cả nhà. Màu trắng cực kỳ là sang trọng và rất là đẹp nhé. Bắt mắt này. Đây, ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn, không móp méo, không chảy xước nhé. Đấy, Toshiba cao tần 1 lít này. Đây, mặt trên cũng rất là đẹp luôn nhé cả nhà. Bây giờ thì em sẽ đi vào bề mặt trong để cô chú anh chị tham khảo này. Đây, gioăng thì cực kỳ là xanh này. Đây nhá, gioăng thì xanh mướt nhé. Gioăng xanh mướt này. Gioăng xanh mướt và cực kỳ là dẻo dai này. Đây, gioăng xanh mướt và cực kỳ là dẻo dai nhé. Với gioăng này thì cô chú anh chị nấu cực kỳ là ngon nhé. Và rất là bền luôn ạ. Đây, bên trong thì inox hai mặt sáng bóng nhé cả nhà. Đấy, cực kỳ là sạch sẽ. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ, test ok cơm hết rồi nhé. Cô chú anh chị về chỉ việc quà gạo, cắm điện, bấm nấu là nấu thôi nhé. Đấy, đây, bên trong cực kỳ là đẹp đúng không cả nhà. Này là phần lòng nồi này. Lòng nồi thì cũng có chảy xước sơ sơ nhé. Gọi là hàng đã qua sử dụng, chảy xước như thế này là không đáng kể nhé. Bên em vẫn bao cơm ngon, chín cơm và không bị dính cơm nhé. Đây, lòng này. Lòng thì rất là nặng, bên ngoài thì mạ một lớp đồng nhé. Cực kỳ là chắc chắn và rất là đẹp này. Nồi cực kỳ là đẹp luôn. Đây, đây. Bên trong thành lòng này cũng cực kỳ là đẹp và mới nhé. Đây, một chiếc nồi Toshiba. Toshiba cao tần 1 lít đời 2016. Rất là xinh xắn và rất là đẹp luôn nhé. Bên em đang bán với giá là 1 triệu 3 nhé. 1 triệu 3 đã bao gồm phí ship tận nhà nhé cả nhà. Đấy, 1 triệu 3 đã bao gồm phí ship tận nhà. Và bên em bao một đổi một trong vòng 1 tháng. Nếu lỗi do bên em nhé cả nhà. Nên cả nhà cực kỳ là yên tâm khi sử dụng nhé. Bếp Nhật thì nồi Nhật thì nó chỉ có lỗi lúc ban đầu nhé. Nếu mà sau 1 tháng mà nồi không bị lỗi nhé thì dùng là cực kỳ là bền nhé cả nhà. Cực kỳ là bền luôn đấy ạ. Và mẫu thứ hai em lên cho cô chú anh chị. Mẫu thứ hai em lên cho cô chú anh chị là một chiếc nồi Izit Ozama nhé. Izit Ozama cũng là một mẫu màu trắng nhé. Đấy, cái này là cao tần 1 lít 8 nhé, đời 2017 nhé cả nhà. Nồi 1 lít 8 thì rất là hiếm. Đợt này bên em về được mấy chiếc nhé. Đấy, nên em có để lên cho cô chú anh chị này. Cô chú anh chị nào mà gia đình nhiều người này cần nấu nhiều cơm đó, thì mua ngay một chiếc 1 lít 8 này nhé. Nhanh tay không thì hết hàng nhé cả nhà. Đấy, cũng có nấu xôi, nấu cháo, nấu gạo lứt này, nấu nhanh, nấu trắng, hẹn giờ nhé. Ủ ấm đầy đủ luôn ạ. Đấy, cao tần 1 lít 8 đời 2017. Đây, ngoại hình thì khá là đẹp nhé. Ngoại hình cực kỳ là bắt mắt này, cực kỳ là đẹp luôn. Điện zin thì là 100V này. Điện zin 100V và công suất là 1400W nha cả nhà. 1400W này. Đây. Mặt tiền thì cực kỳ là đẹp, một chiếc nồi vừa nấu ăn vừa để trưng bày nhá. Dòng này là dòng Trung xuất Nhật nhá cả nhà, Trung xuất Nhật này. Đây, gioăng thì cực kỳ là xanh nhá. Cực kỳ xanh và rất là dẻo dai này, cực kỳ xanh, xanh mướt và rất là dẻo dai. Inox sáng bóng nha cả nhà, inox sáng bóng này. Đấy, hai mặt sáng bóng nhá. Đấy, bên trong cũng cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, rất là đẹp luôn nhá cả nhà. Đây. Lòng nồi này. Lòng nồi thì như mới luôn nhá cả nhà, lòng nồi là như mới luôn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá cả nhà. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Một chiếc nồi mà em cầm lên là chịu nặng chịu tay luôn nhá. Đấy, không thể cầm nổi luôn đó cả nhà, cực kỳ là nặng luôn này. Rất là đẹp. Đây, bên trong này.
Đấy, một chiếc nồi 1 lít 8 nhé. 1 lít 8. Cô chú anh chị nào mà đang săn nồi 1 lít 8 thì hãy ngay sở hữu để được sở hữu chiếc này nhé. Hãy kết nối Zalo với em để được sở hữu chiếc này. Một chiếc Izit Ozama cao tần 1 lít 8 đời 2017 ạ. Bên em đang bán với giá là 2 triệu 9 nha cả nhà. 2 triệu 9 đã bao gồm phí ship về tận nhà rồi nhé. Đấy. Và mẫu em lên tiếp theo cho cô chú anh chị mẫu thứ 3. Mẫu thứ 3 em sẽ lên cho cô chú anh chị là một chiếc Nati Onan đi. Nati Onan Steel nhé. Nati Onan Steel van dài nhé cả nhà. Van dài này. Đấy, van dài. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đấy, có chế độ nấu gạo trắng, nấu cháo, nấu gạo lứt nữa, nấu nhanh hẹn giờ này. Đấy, ngoại hình thì cực kỳ là đẹp nhé. Nati Onan cao tần 1 lít đời 2006 nhé. Đời này là đời cũ đó cả nhà. Mọi người cứ nói là đời sâu thì không bền, nhưng mà theo em nghĩ nó cũng tùy nhé. Có những chiếc đời sâu dùng rất là bền cả nhà, dùng rất là bền luôn ạ. Đấy, đấy. Và ngoại hình này cũng khá là đẹp nhé. Ngoại hình bên em thì đạt trên 90% hết nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và em sẽ đi vào bên trong nhé. Bên trong nồi cho cô chú anh chị xem này. Đây. Doang này. Doang thì cực kỳ là xanh này. Cực kỳ là xanh, rất là mềm, rất là dẻo dai nhé. Đây, bật tanh tách nhé cả nhà. Đấy. Đấy, in ốc hai mặt thì sáng bóng nhé. In ốc hai mặt sáng bóng luôn này. Đây, cực kỳ là đẹp nhé. Đấy. Đây, lòng nồi này. Lòng nồi khá là đẹp này. Không có chảy, không xước luôn nhé. Không chảy, không xước, có chăng vết xước cũng chỉ là một bước lông chó, lông mèo, nhưng mà không có luôn nhé. Cực có thì chúng chỉ một hai vài vết thôi nhé. Đấy, gọi là rất là hoàn hảo luôn ạ. Một chiếc nồi cực kỳ là hoàn hảo luôn. Đây, bên ngoài thì mạ đồng bóng loáng nhé. Đấy, đây, bên trong thành nồi cũng cực kỳ là đẹp nhé cả nhà. Đấy, một chiếc nồi khá là hoàn hảo nhé. Nati Onan Steel. Đấy, Nati Onan Steel cao tần 1 lít đời 2006. Bên em đang bán với giá là 2 triệu đồng nhé cả nhà. 2 triệu đồng bã đa, bã gồm phí ship tận nhà rồi đấy ạ. Đấy, một chiếc nồi khá là đẹp nhé. Và em sẽ lên cho cô chú anh chị tiếp một mẫu tiếp theo. Mẫu thứ tư. Mẫu thứ tư là một là mẫu Panasonic nhé. Panasonic này. Đấy, Panasonic cao tần 1 lít đời 2020 nhé. Cao tần 1 lít đời 2020, đời thì khá là cao nhé cả nhà. Đây, với nhiều chế độ đây ạ. Bên em đã dịch sang tiếng Việt hết rồi. Cô chú anh chị về rất yên tâm sử dụng nhé. Không lo là tiếng Nhật mình không biết này. Và cô chú anh chị nào mà muốn bên em đã cài sẵn chế độ nấu cơm trắng nhé. Cô chú anh chị về chỉ việc quả gạo bỏ vào, cắm điện và bật chế độ nấu là nấu nhé. Còn nếu chúng ta muốn đổi chế độ khác thì có thể gọi trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ hướng dẫn trực tiếp cho cô chú anh chị nhé. Đây, ngoại hình thì chiếc bếp này cũng có chảy xước nhé. Cũng có chảy xước này. À, chiếc nồi này cũng có chảy xước này. Đấy, đây. Thành bên trên cũng có chảy xước nhé. Nên bên chiếc này thì em sẽ giảm giá cho cô chú anh chị nhé. Xã like cho cô chú anh chị này. Đây, doang thì cực kỳ là đẹp này. Doang rất là đẹp và rất là dẻo dai nhé. Đây, tanh tách luôn nhé cả nhà. Cực kỳ là đẹp và rất là dẻo dai. Đây, in ốc hai mặt sáng bóng này. Đây, bóng loáng như nhé. Một nồi cơm điện quan trọng nhất chỉ là doang và lòng nồi nhé. Hai yếu tố đó cấu thành một nồi cơm ngon nhé. Chứ còn ngoại hình thì nó cũng không quan trọng mấy đâu cả nhà. Và đời cũng không quan trọng mấy đâu. Đây, đây, lòng nồi của chiếc nồi này thì có một hai vết chấm nhé. Vết chảy đấy ạ. Đấy, nhưng mà bên em vẫn bao cơm ngon và không bị dính cơm nhé. Đấy, chính vì một hai vết chảy mà bên em phải bán xả lỗ cho các cô chú anh chị đấy ạ. Nhưng vẫn bao cơm ngon và không dính cơm đấy. Đây, bên ngoài thì là làm bằng mạ đồng nhé. Bóng loáng luôn nhé cả nhà. Đây, bên trong rất là đẹp. Một chiếc Panasonic cao tần 1 lít. Cao tần 1 lít đời 2020. Bên em đang bán với giá là 1 triệu nhé cả nhà. 1 triệu này đã bao gồm phí ship tận nhà nhé. Đấy, hôm nay trên video này, cô chú anh chị nào mà đang xem video đấy, mua được chiếc bếp này, mua được chiếc nồi này thì cực kỳ là may mắn nhé cả nhà. Nó chỉ bị chảy xước một xíu nhưng bên em đã giảm giá cực kỳ là nhiều nhé. Đấy, cô chú anh chị mà mua được mã này thì cực kỳ là may mắn rồi đấy ạ. Và mã tiếp theo em sẽ lên cho cô chú anh chị thêm một mã nữa nhé. Em
Em sẽ lên cho cô chú anh chị một mã misu nhé, cắt nách nhé. Đây, misu cắt nách nha cả nhà, Mitsubishi này. Đây, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật nhé. Cao tần 1 lít đời 2017 này. Đấy, với các chế độ này, gạo trắng này, gạo lứt này. Đấy, nấu cơm ngon này, nấu nhanh này, nấu xôi này, nấu cháo này, hẹn giờ này, ủ ấm này. Đấy, một chiếc màu đỏ mận đỏ nhé, cực kỳ là đẹp luôn này. Cực kỳ là đẹp và rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Đấy, điện zin thì là 100V này, công suất là 1280W nha cả nhà. Đấy, cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng nồi thì phải mua thêm cục nguồn nhé. Tại vì là nồi Nhật sử dụng điện 100V. Đấy, nên chúng ta bắt buộc phải mua cục nguồn thì mới nấu được đấy ạ. Ngoại hình khá là đẹp nhé. Em sẽ đi vào bên trong cho cô chú anh chị tham khảo này. Đây, doang cũng rất là xanh này. Và cực kỳ là dẻo dai nhé. Cực kỳ là bền luôn. Đấy, nồi này, lòng nồi thì cũng khá là đẹp này. Đấy, cũng lòng của chiếc nồi này thì có chảy xước nhé. Có chảy xước nhưng bên em vẫn bao cơm ngon và không bị dính cơm nhé cả nhà. Đấy, vẫn bao cơm ngon và không dính cơm. Nấu thì cực kỳ là bền nhé. Lòng của nồi Nhật thì cực kỳ là dài. Cực kỳ là dày và rất là nặng nhé. Nặng rất là chắc chắn. Đây, bên trong thành lòng cũng rất là đẹp này. Đấy, quá là xuất sắc. Những mẫu nồi em lên cho cô chú anh chị thực sự là rất là đẹp nhé. Đấy, Mitsubishi cao tần 1 lít đời 2017. Đấy, bên em đang bán với giá là 1,3 triệu nhé cả nhà. 1,3 triệu đã bao gồm phí ship tận nhà rồi nhé cả nhà. Đấy, cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, cô chú anh chị nào mà muốn mua thì xin liên hệ vào Zalo của em là 0397697664 nhé. Em Phúc sẽ test và cũng như là quay video cho cô chú anh chị xem kỹ hơn nhé. Đấy, và ngoài mình nồi cơm điện Nhật bên em thì còn có máy nấu nước nóng này, bình thủy nấu nước nóng và đựng nước nóng giữ nóng luôn luôn trên 90 độ C nhé. Đấy, và nồi chiên không dầu, bếp ga. Đấy, bếp ga đồ gia dụng Nhật nhé. Rất là nhiều, cô chú anh chị đang muốn tham khảo dòng nào thì xin cứ liên hệ vào Zalo của em ạ. Đấy, và thể lệ mua hàng bên em thì cô chú anh chị cọc giúp em từ 2 đến 500 nhé. Đấy, sau khi cô chú anh chị nhận hàng thì được kiểm tra hàng, test hàng, ok mới phải nhận hàng và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em nhé. Và video ngày hôm nay thì em cũng xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.